Chào các bạn, tôi là Nguyễn Thế Tâm. Trong bài này tôi sẽ trình bày về danh sách liên kết kép. Thì trong danh sách liên kết kép thì mỗi một phần tử nó chứa bên cạnh cái link next thì nó có một cái link thứ hai để chỉ tới cái phần tử trước ở trong cái danh sách của chúng ta. Hai link này thì có thể gọi là cái link theo chiều tiến forward và link theo chiều lùi là backward, hoặc là gọi là next hay là previous. Next là tiếp theo, previous là về phía trước. Chúng ta xét những cái thuật toán cơ bản sau, như là mở một cái danh sách liên kết kép này, rồi chuyển qua cái danh sách là theo chiều tiến cũng như theo chiều lùi, hoặc là thứ ba là chèn một cái phần tử vào trong danh sách thì có hàm là chèn một cái phần tử ở phía trước hoặc sau một cái phần tử mà đã biết nhờ tìm kiếm, hoặc là hàm chèn một cái phần tử vào đầu của một cái danh sách trống, rồi hàm chèn vào cuối một cái danh sách. Rồi cái động tác thứ tư là chúng ta có thể xóa một cái phần tử. Việc xóa một cái phần tử là nói chung là dễ hơn cái việc chèn. Nhưng nó đòi hỏi là phải xử lý cái nốt xóa là nó ở đầu các cái là cái nốt đầu hoặc là cái nốt cuối thì ta cần phải chú ý thôi. Thì khái niệm danh sách như thế này, danh sách liên kết kép là danh sách mà mỗi phần tử của nó gồm 3 phần: phần dữ liệu này, một cái con chuẩn next chứa địa chỉ phần tử tiếp theo này, ví dụ như là một cái phần tử của nó như thế này thì có cái phần dữ liệu này, một con chọn next để chọn đấy là cái phần tử tiếp theo nó nằm ở đâu, một con chọn previous chứa địa chỉ các phần tử liền trước, con chọn next của phần tử cuối cùng trong danh sách là null, là next của cái phần tử cuối cùng là null, còn con chọn previous của phần tử đầu tiên thì cũng bằng null, con chọn previous là null. Đấy, danh sách liên kết kép hoàn toàn xác định bởi hai con chọn first chứa địa chỉ phần tử đầu tiên này và cái con chọn last chứa địa chỉ phần tử cuối cùng. Thì cái cấu tạo của danh sách liên kết kép là như vậy, nó có phần data ở giữa này, một con chọn next đầu tiên là first này, chọn đến con chọn đầu tiên, xong next chọn phần tử tiếp theo, rồi con chọn next này chọn đến tiếp, và cái phần tử cuối là chọn về null. Thế cái phần tử cuối là có con chọn last để chọn vào, sau cái con chọn previous lại chọn sang phần tử trước. Thế cuối của đầu của danh sách thì con chọn previous là chọn về null. Thế bây giờ cái cách khai báo như thế này, ví dụ ta khai báo một cái phần tử mà kiểu như là một kiểu là nhân viên, thì trước tiên ta định nghĩa là structure person này, khóa mã của nhân viên này, tên nhân viên này, lương này. Đấy, một cái con trỏ next và con trỏ previous thì cũng trỏ đấy cái kiểu dữ liệu là person. Thế sau ta định nghĩa cái kiểu dữ liệu person này là employee, là nhân viên, thì cái danh sách liên kết hoàn toàn xác định bởi con chọn first và con chọn last này. Khai một danh sách liên kết là đơn giản là employee, nhân viên, rồi first và last. Thế bây giờ chúng ta chuyển sang các bạn là khởi động cái DevC, DevC công cộng, và chúng ta sẽ lập chương trình trên cái DevC công cộng này. Thì như tôi đã giải thích ấy, là chúng ta có các cái hàm như thế này, ta thành lập các cái hàm để có các cái chức năng này. Đầu tiên nhé, cái chức năng của chương trình chính làm nhiệm vụ gì? In main này, first bằng null, tức là khởi tạo một cái danh sách rỗng, first bằng null phải có danh sách rỗng trước. Thế do này, đây là cái menu, menu ở đây có 6 cái chức năng, thì là nếu chọn bằng 6 là thoát, do while c khác 6 để còn lọc, không thì bằng 6 thì là thôi. Đầu tiên là bổ sung một phần tử, append là bổ sung một phần tử, thì ứng với lại cái hàm là append, bổ sung một phần tử vào danh sách ở cuối. Thế còn forward display tức là cho hiện liệt kê cái phần tử trong danh sách theo chiều tiến, thì nó ứng với cái hàm là forward display. Thế còn backward display tức là liệt kê các cái danh sách liên kết mà theo chiều ngược thì ứng với hàm là backward display.
Chức năng thứ tư là tìm kiếm và xóa. Đấy, tìm theo khóa, theo mã nhân viên và xóa cái nhân viên đó thì là ứng với cái hàm delete. Tìm và chèn vào phía trước. Đấy, tìm và chèn về phía trước ấy thì là một phần tử mới thì là ứng với cái hàm insert này. Đấy, chương trình của chúng ta là studio.h là để có các cái hàm nhập và in này, conio.h để có hàm get này, string.h là để có so sánh các cái hàm so sánh về sâu, window.h để cung cấp có cái hàm malloc. Thế đây là các cái hàm của chúng ta là cần dùng. Thì cấu trúc dữ liệu đây là khai rồi, tôi giải thích rồi. Thế bây giờ trước tiên là làm nào bổ sung vào cái danh sách liên kết rỗng trước. Đó. Thì cái thuật toán bổ sung của chúng ta sẽ là như thế này. Bây giờ ví dụ như là có một cái danh sách bổ sung thêm một cái phần tử mới ở đằng sau này, một cái phần tử P ở đây trong chương trình là chúng ta sẽ tạo mới một phần tử P. Đó. Phần tử P thì lúc đó cái phần tử P này của previous nó sẽ bằng cái last này, bằng cái last, tức là nó nối tiếp vào đây, và cái next này nó trỏ tới cái phần tử B. Đấy, cái phần tử cuối này nó trỏ tới phần tử P, tức là last next bằng P. Thế này bây giờ ý là như vậy. Bây giờ chúng ta khai hai cái con trỏ kiểu nhân viên như thế này, cái float t để nhập lương vào cái t trước. Đầu tiên là cấp phát vào vùng nhớ là có cái độ lớn là bằng cái nhân viên này, thế sau cho ép thành cái con trỏ nhân viên, thế p trỏ vào cái vùng nhớ này, thế sau chúng ta cái p này nhập vào các cái trường khóa này, tên này và lương ở đây, thì chúng ta nhập vào mã nhân viên này, tên này, lương này. Đấy, thì được cái p key, p name và p salary. Thế xong p next bằng null, như vậy phần tử cuối thêm một cuối mà, cho nên cái phần tử cuối này mới là p next bằng null. Mà nếu đầu tiên là danh sách rỗng thì là p preview bằng null. Đấy, tức là cái nó chọn ngược lại thì nó phải bằng null về danh sách rỗng. First sẽ bằng p và last sẽ bằng p, tức là danh sách là có một cái p mới. Đấy, thì tất cả first và last thì đều bằng. Ngược lại thì quy bằng last. Đấy, ngược lại thì quy quy chúng ta last chúng ta gắn cho quy, như vậy quy next thì bây giờ là bằng cái phần tử p mới này, cái quy này, cái phần tử cuối cùng trỏ tới cái phần tử mới của chúng ta, và cái p previous thì lại trỏ tới cái phần tử cuối cũ. Phần tử cuối cũ sau last sẽ chuyển đến b là được, và sau đó chúng ta hỏi là có tiếp tục hay không. Đấy, nếu có thì lại tiếp tục. Thế bây giờ tôi chạy cái chương trình này, cái phần append nữa. Đấy, như vậy nó ra cái này, thì đầu tiên là append một. Đấy, bây giờ khóa nhân viên, ví dụ t và tư, cái mã nhân viên ở người ở viện tin chẳng hạn là 34, tên là Trần Văn Thanh, salary là 5.600.000, enter. Thế bây giờ hỏi là có tiếp tục không? Yes. Bây giờ cái là T 66 Lê Dũng Đạt, lương là 8.900.000, enter. Đó. Nhập một người nữa, khóa ví dụ viện vật lý 234. Đó. Ông Bùi Văn Bằng, lương 12 triệu,
Enter, thế bây giờ tôi sẽ chọn cái chức năng thứ hai là duyệt danh sách theo chiều tiến hai. Đấy, thì nó sẽ là employ 123 này, có ba người này, tên đây và lương đây. Thế bây giờ làm sao mà nó duyệt được như thế này? Thì chúng ta khai một con trỏ p kiểu nhân viên này, đếm y bằng không. Được, nếu first bằng null thì ta bảo là danh sách rỗng, ngược lại thì p bằng first, đây dùng cái vòng lặp while p bằng first, nếu p mà khác null thì đây đếm ra cho là y cộng cộng để cho đến liệt kê là 1 2 3 4. Thế xong in cái người thứ p ra, người mà con trỏ p trở tới là employ, in các trường là key này, name này, salary. Đấy. Thì nó in được, sau đó là p bằng p next nó chuyển đến người tiếp theo, nên đấy là duyệt duyệt xuôi như vừa rồi này. Thế bây giờ dìm ngược. Bây giờ chức năng của chúng ta thứ ba là backward display, tức là nó ngược Bùi Văn Bằng trước sau đến Đạt cho đến Thanh này. Ba đấy, ba thì nó duyệt ngược, tức là cái người Bằng trước này Đạt rồi sau đến Thanh sau, đấy là duyệt theo ngược. Thế chức năng, thế bây giờ cái dìm ngược thì làm nào? Dùng con trỏ previous này. Cái hàm là backwork này là từ 42 cho đến 48, thì chúng ta cũng khai với con trỏ p kiểu employ, y để đếm này, nếu first bằng null thì là danh sách rỗng, ngược lại thì p bằng last, p bây giờ chạy ngược từ cái cuối lên, p bằng last, nếu p khác null thì là y cộng cộng, sau in cái in in dữ liệu của cái phần tử p trỏ tới hết. Thế sau p bằng p previous này, như vậy theo con trỏ previous này nó sẽ ngược từ dưới lên, đầu tiên p bằng last, sau cứ ngược là p bằng p previous này, nó sẽ lùi dần về phía trước. Như vậy là tôi đã giải thích được là cái nó duyệt ngược là như thế nào. Thế bây giờ tôi sang cái là tìm kiếm một phần tử theo mã và chèn vào trước cái phần tử ấy, chèn vào phần tử trước. Ví dụ bây giờ năm, chọn chọn số 5 là chèn input phần tử. Bây giờ tôi chọn là T34, mã T34, sau tôi chèn vào trước cái T34 một phần tử mới. Enter này, vào khóa này. Ví dụ như này ở viện lý vật lý 999, họ là Vũ Thị Thanh Hương chẳng hạn. Enter, lương là 20 triệu. Enter. Và tôi chọn cái chức năng thứ hai là để cho nó duyệt theo chiều xuôi. Đấy, thì như vậy là chúng ta chèn được vào, chèn vào trước. Như vậy chúng ta chèn Vũ Thị Thanh Hương, chèn vào trước T34. Ở đây trước T34 một cái người mới này. Đấy. Đây là duyệt xuôi, duyệt xuôi T34, T66, L234. Thì như vậy là chúng ta chèn được một cái trước cái người này, một cái người là L9999 vào đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã chèn được. Thế tại sao nó lại chèn được? Thì như thế này. Bây giờ tôi giải thích thuật toán chèn. Thuật toán chèn là như thế này. Bây giờ giả sử tìm thấy được một cái phần tử P này là cái phần tử tìm thấy theo khóa. Thế chèn một phần tử mới, chúng ta sẽ tạo một cái phần tử Q mới ở đây. Q mới đây.
Thế xong thì chúng ta phải làm cái này, chúng ta phải biết được là chúng ta phải nhớ cái phần tử trước là phần tử R, phần tử sau à, phần tử của chúng ta là Q nhé, cái phần tử tìm thấy là P này, chúng ta phải nhớ cái phần tử trước là phần tử R. Thế xong R next này chúng ta phải chỏ vào Q, thế Q next chúng ta phải chỏ vào cái sau Q next, chúng ta gắn bằng cái R next, bằng cái R next thì cái Q nó sẽ chỏ vào P. Và chúng ta sẽ làm một cái đường nữa, tức là Q bây giờ chúng ta sẽ chỏ vào cái Q previous, chúng ta chỏ vào R, và P previous chúng ta chỏ vào cái Q. Đấy. Đấy, chúng ta lập hai cái đường này, đường lùi chúng ta theo đường này và đường tiến thì chúng ta theo đường này. À, thì bây giờ chỉ có mỗi thế thôi, tức là insert này, t là tên để vào cái mã này, file bằng không là chưa tìm thấy này, chúng ta khai về cái p là cái mà cái con trỏ mà sẽ tìm thấy ở đây, q là cái mới, r là cái trước cái mà tìm thấy, để valid vào mã để chèn get t này, đầu tiên p bằng first. Đâu, nếu p mà khác null thì ta mà nếu p khác null thì chúng ta cho vào chu trình này, while p mà khác null và chưa tìm thấy thì ta so sánh cái p key với t có trùng nhau không, nếu trùng thì ta phao một, phao một là tìm thấy, ngược lại thì p bằng p next và xét tiếp. Thế nếu phao bằng một thì ta làm gì, nếu phao mà bằng không thì ta in là danh sách là không có cái người này. Đấy, không, danh sách không có người này. Thế thế ở đây chúng ta có thể bỏ cái ghép này đi, chỉnh bỏ ghép đi được. À, bây giờ nếu nếu phao bằng một, nếu phao bằng một thì ta lập một cái phần tử mới quy. À, vì chúng ta cấp phát dùng và malloc cấp phát cái vùng nhớ đó và sau ép con trỏ, sau nhập với người mới là nhập key, nhập name và nhập lương. Thế thế bây giờ mới bắt đầu chúng ta đổi các cái con trỏ này, nếu p bằng first tức là nếu phần tử đầu mà tìm thấy ngay. Đấy, p là cái phần tử đầu mà chèn vào trước thì bây giờ là chèn vào trước phần tử Q, phần tử Q sẽ chèn vào trước phần tử P thì Q next bằng P. Đấy. First previous, first pre previous là cái first cũ ấy thì nó bây giờ nó phải bằng, nó phải chọi về Q và bây giờ first sẽ phải chuyển về cái phần tử mới Q. Thế còn ngược lại này, R bằng P previous là cái R là cái phần tử mà phía trước phần tử P. Đó. Bây giờ là Q next bằng R next, Q next bằng R next, tức là Q next bằng R next và R next bây giờ bằng Q, tức là ta lấy cái đường này này. Q next bằng R next này, Q next bằng R next. Đấy, tức là nó chọn đường này. Q next bằng R next. Thế R next thì bây giờ bằng Q là chọn vào Q này. Đó. RNX bằng Q. Thế bây giờ cái đường dưới này, Q previous bằng P previous, Q previous bằng P previous, tức là cái này, này, Q previous này, nó chọn đây bằng bằng P previous, tức là bây giờ Q chọn đây. Thế còn cái này, cái đường này này, đường này nhá, bây giờ nó sẽ gì? P previous bằng Q. P previous bằng Q, như vậy là ta đã nối được cái đường này, cái đường theo last sẽ theo đường này vòng ở đây. Đấy thì như vậy là chúng ta chèn được. Đấy là cái chèn. Đấy, như vậy chúng ta đã chèn được người. Thế bây giờ ví dụ người tôi trong danh sách này mới chèn là T số 6 nhé, lại nè.
À, thêm nữa này, 5 này. Đấy, bây giờ cái T số 6. Ừ, thế bây giờ cho một cái trước T là T số 6 là T T 5 5 5 5 5. Đó. Vương Ngọc Hoan đó. Lương 11 triệu 123 123 là display phố đấy. Như vậy bây giờ cái T 66 thì chèn là cái T 555 ở đây đấy, chèn T 555 đây. Thế bây giờ còn chức năng thứ tư là chức năng xóa, làm nào xóa được thì cái thuật toán xóa là như thế này: xóa một phần tử, ví dụ người xóa phần tử ở giữa này, cái data này là cái khóa mà chúng ta trùng tìm thấy, thì chúng ta chỉ việc là xác định cái phần tử sau với phần tử này và xác định phần tử trước với phần tử này. Đấy, xác định một cái trước này, cái một cái trước này là q này, trong chương trình cái này là pt này, p tiếp theo đó. Đấy, p tiếp theo, thế thì chỉ việc là cho cái queen next này trỏ sang đây là được. Đấy. Thế còn cái này previous của cái PT này chúng ta trỏ lên phần tử này và chúng ta xóa cái phần tử này đi, free cái phần tử này đi, thì danh sách đã xóa được cái này. Đấy, thế bây giờ ở đây cái hàm delete như thế này, vào cái khóa để xóa cái phần tử này, ghép tên. Nếu first là khác null thì mới xóa được, chứ còn bằng null thì không có gì phải xóa. Đầu tiên p bằng first này, sau while p khác null và không tìm thấy, file bằng không. Đấy. Thì chúng ta so sánh cái khóa của chúng ta, cái phần tử p đó với lại cái t chúng ta nhập vào nó có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì là tìm thấy là chính là cái phần tử p, nếu không thì ta lại p bằng p next lại chạy tiếp nó phần tử sau. Đấy, thế bây giờ nếu phao bằng không thì làm như thế này, còn nếu phao mà bằng một thì làm thế này, nếu phao khác không thì bảo là không có cái người này. Thế nếu phao bằng một tức là tìm thấy thì ta làm như nào? Đấy, tìm thấy thì bây giờ q q bằng p previous, tức là q là phần tử trước phần tử p và pt là phần tử tiếp theo, pt bằng p next. Đấy. Bằng bằng bên đây là phần tử tiếp theo. Thế nếu mà q mà khác null đấy, nếu q khác null thì bây giờ là q next bằng p next, cái q next bằng p next tức là nó vượt cái này, tức là cái q này là không phải bằng null, tức là đấy, tức là nó khác null thì chúng ta cho trỏ vượt xuống đây là q next bằng p next, tức là trỏ hẳn xuống đây. Thế còn những cái câu này, nếu pt mà không null đấy, tức là phần tử tiếp theo mà không phải là null đấy, thì cái pt previous bằng p previous đấy, tức là này này, tức là pt previous sẽ bằng p previous, tức là trỏ theo cái đường này, trỏ ngược lên trước. Đấy. Thế còn nếu mà p mà bằng first, đấy. Nếu p bằng first thì là nếu nếu cái phần tử tìm thấy nó lại là cái phần tử đầu tiên thì first sẽ bằng pt bằng cái phần tử tiếp theo. Còn nếu p mà lại bằng last, bằng là cái phần tử cuối cùng, đấy, thì bây giờ thì lát thì bây giờ là bằng q, là xóa luôn cái p đi, nếu lát p là phần tử cuối cùng thì xóa phần tử cuối đi. Thì cần lát sẽ đưa về q free free p đó. Thì cái cách xóa là như vậy. Bây giờ chạy chạy tiếp theo chạy cái chức năng cuối này, chức năng xóa này, chọn 4
Bây giờ xóa phần tử T555 T55 vậy ạ. Đây, xóa phần tử T55 T555 Enter này. Sau display mà số 2 theo cách tiến thì ta sẽ thấy là mất đúng không? L999 với T34 này với T66 với T L234 thì còn cái mất ở giữa này cái phần tử là T66. Đấy. Thế bây giờ ví dụ như là xóa T66 nữa này. 4 T66 2 mất. Đấy, như vậy mất T66, như vậy thêm chèn các thứ là tất nhiên là trong cái danh sách liên kết kép này chúng ta cũng có thể là ghi toàn ghi khi có danh sách này chúng ta ghi vào tệp và sau lần khác đọc thì chúng ta lại có thể là đọc từ tệp ra mà khỏi phải nhập lại từ đầu danh sách, và chúng ta có thể sắp xếp danh sách này theo một cái chìa khóa là tăng dần hay lương giảm giảm dần hay là họ tên tăng dần, thì cái đó thì chúng ta cũng có thể là làm được đối với danh sách liên kết kép này. Thế tôi muốn sang cái phần tiếp theo là các cái dạng sách là dạng danh sách liên kết thường dùng khác. Thì có cái danh sách liên kết ngược là như này, là nó cái danh sách liên kết đơn ấy nó là nó theo cái chiều thuận. Thế còn cái danh sách mà liên kết ngược ấy là nó là nó có một cái con trỏ như này. Mỗi phần tử gồm có thành phần dữ liệu một con trỏ previous để chứa địa chỉ phần tử liền trước con trỏ previous của phần tử đầu tiên thì bằng null. Đấy. Phần tử đầu thì cái con trỏ bằng null, danh sách xác định bởi con trỏ last để chứa địa chỉ phần tử cuối. Cái này nó hoàn toàn ngược với lại cái danh sách liên kết đơn mà theo chiều xuôi. Danh sách liên kết ngược thì thuận lợi khi duyệt qua danh sách theo chiều ngược từ cuối lên đầu danh sách. Khai báo dữ liệu là như này. Struct phần tử in là dữ liệu này. Đấy, struct phần tử previous là sau. Struct phần tử sau last. Đấy, con chọn last thì hoàn toàn xác định. Thế còn có một kiểu nữa là danh sách liên kết vòng tròn là danh sách liên kết đơn nhưng con chọn next là phần tử cuối cùng không chứa null mà lại chứa địa chỉ phần tử đầu. Đấy, cho nên nó vòng về đầu. Trong danh sách này mọi phần tử đều bình đẳng, đều có phần tử đi sau. Xuất phát từ một phần tử bất kỳ nó có thể truy nhập đến phần tử bất kỳ trong danh sách. Nó còn này danh sách liên kết vòng tròn phải có đầu như này. Là danh sách liên kết vòng tròn mà trong đó có một phần tử gọi là đầu danh sách. Đầu danh sách chứa một giá trị đặc biệt tự quy định để phân biệt với các phần tử khác của danh sách. Ví dụ nếu danh sách là các số dương thì phần tử đầu có thể lấy giá trị bằng chiều 1. Ưu điểm của danh sách liên kết vòng tròn có đầu là nó không bao giờ rỗng. Thế tương tự như cái danh sách liên kết vòng đơn mà có đầu thì như vậy là vòng tròn có đầu, như danh sách liên kết kép vòng tròn có đầu là danh sách liên kết kép mà con tròn next của phần tử cuối cùng chứa địa chỉ phần tử đầu, con tròn previous của phần tử đầu lại chứa địa chỉ phần tử cuối cùng và có một phần tử là đầu danh sách có dấu hiệu khác để khác với tất cả các phần tử khác. Trong các ứng dụng người ta hay dùng loại danh sách này. Danh sách liên kết được sắp là danh sách liên kết có một trường dữ liệu tăng dần hoặc giảm dần khi đi từ đầu đến cuối danh sách, tức là ta thêm vào rồi hay bớt đi vẫn đảm bảo là cái danh sách này luôn luôn là được sắp xếp. Thì đấy là các loại danh sách liên kết là người ta thường dùng ở trong tin học. Thế bài trình bày về danh sách liên kết kép của tôi của nó trình bày đến đây là hết, và xin là chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài sau.